bus. Tay lái đã bị mất kiểm soát. Xin lỗi. Phanh cũng không hoạt động. Một hai. Có chuyện gì vậy? Chứ Jack, Luca có gì đó không ổn. Sao cơ? Tôi nghĩ chúng ta cần kiểm tra cho Luca. Dạ được ạ. Các cậu nhìn này, nhiều bộ phận của cậu ấy đã bị hỏng rồi. Hãy cùng nhau giúp Luca sửa chữa nha. Đồng ý ạ. Tớ có thể tự chọn các mẫu thay thế được không? Tất nhiên rồi. Cậu hãy chọn các mẫu mình yêu thích nhá. Wow, tớ hào hứng quá. Bạn hãy làm tôi thật ngầu nhé. Cùng chiếc đèn xe siêu sang và lộp hình tam giác nữa. Hãy cùng lắp ngay nào. Xem này, tớ trông rất ngầu và còn khỏe mạnh hơn. 1, 2, 1, 2. Này, xe cá mập không thể di chuyển. Không sao đâu, cậu hãy chọn mẫu khác nhé. Bạn hãy làm tôi thật ngầu nhé. Cùng chiếc đèn xe siêu sang, làm thêm chiếc lốp. Hãy cùng lắp ngay nào. Xem này, tớ trông rất ngầu và còn khỏe mạnh hơn. Các cậu, tớ cần giúp đỡ. Cậu đừng lo, để đó cho chúng tôi. Chiếc tay mạnh mẽ, cực mạnh mẽ, và thêm cả bên đây nữa, một cánh tay siêu khỏe, cùng với động cơ to lớn, động cơ mạnh mẽ, thật vui thật tích. Giờ ta cùng lắp ráp vào, biến hình ngay thôi nào, trở thành một siêu xe đây. Ta siêu xe quay xe đây. Ta siêu xe quay xe đây. Rồi. Cảm ơn Luca, cậu thật là tuyệt. Wow. Tớ tự hỏi không biết chiếc ô tô trong quả trứng này trông như thế nào. Cùng mở ra nào. Được thôi. Đầy trứng xinh sắc màu. Có gì bên trong? Mình hãy mau xem nào. Bạn sẵn sàng chưa? Xin chào, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Chào các bạn. Các bạn nhỏ có biết bạn ấy là ai không? Chúng mình hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Tôi là xe cứu hỏa. Tôi có thân xe màu đỏ và một cái thang dài ở phía trên này. Vì vậy, nếu xảy ra cháy, tôi có thể nâng thang lên và giải cứu mọi người ở những nơi cao. Wow, vậy làm thế nào để bạn dập lửa?
Tôi là xe cứu hỏa. Tôi có một thùng nước lớn. Đây là ống nước dài. Tôi có thể phun nước từ bể của mình qua chúng. Đó là cách tôi dập lửa. Ờ? Đã đến giờ tôi phải quay trở lại làm việc rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt xe cứu hỏa. Alo? Ủa? Đường dây nóng không phải trò đùa đâu. Nhà của Kiki đang cháy. Xin hãy tới giúp cậu ấy. Ồ. Được, tôi tới ngay đây. Xem tôi đây, xe cứu hỏa, ho ho hey ho hey. Thang, vòi cứu hỏa sẵn sàng, ho ho hey ho hey. Tôi đang đi cứu giúp, nhường đường cho tôi đi, nhường đường cho tôi đi, nhanh nhanh mình đi nào. À, cảm ơn. Cứu tôi ở bên này. Mau mau cứu tôi. Cứu tôi ở bên này. Mau mau cứu tôi. Mình nhanh đi thôi, mau đến giúp đỡ. Đừng sợ nhé. Giờ mình đưa thang lên. Wow, cảm ơn bạn. Cẩn thận. Cứu tôi ở đây có cháy. Mau mau cứu tôi. Cứu tôi ở đây có cháy. Mau mau cứu. Đi thôi mau đến giúp đỡ, đừng sợ nhé. Dùng vòi phun nước lửa kia ta dập tắt ngay. Cứu! Cứu tôi! Tôi đến đây! Xem tôi đây, xem tôi đó. Ho ho hey ho hey. Hàng, vòi cứu hỏa sẵn sàng. Ho ho hey ho hey. Giờ mình đưa thang lên, đừng sợ nhé. Dùng vòi phun nước, bạn yên tâm giờ có tôi. Cảm ơn xe cứu hỏa. Không có gì. Xe cứu hỏa, bạn đúng là người hùng của chúng tôi. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một chiếc xe cứu hỏa. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa. Giờ thì bạn đã biết đó là gì rồi nhỉ? Wow, yeah. Oh, wow, tôi cũng sẽ đi sơn màu xe. Này xe buýt, hãy đến đây. Chọn màu xe bạn muốn sơn lên. Này xe buýt, hãy đến đây. Chọn màu xe bạn muốn sơn nào. Có rất nhiều màu sắc xinh tươi. Sắc cam, hồng, đỏ với màu vàng. Tớ thích được sơn màu hồng. Xe buýt nhỏ đã sơn màu hồng. Màu hồng xe buýt thật là xinh. Ôi thích ghê. Tôi bị sốt rồi. Tôi cần phải đi sơn lại. Này xe buýt, hãy đến đây. Chọn màu xe bạn muốn sơn lên. Này xe buýt, hãy đến đây. Chọn màu xe bạn muốn sơn nào. Có rất nhiều màu sắc xinh tươi. Xanh lá này, xanh dương, tím tràm. Tớ thích màu xanh dương kia. Xe buýt xanh dương sơn xong rồi. Xe buýt nhỏ màu xanh. Ôi thích ghê. Cậu ngầu lắm. Mình rất thích xe buýt nhỏ màu xanh. Cẩn thận đấy. Hãy đi cẩn thận nhé. Đi qua ngã tư, cần phải quan sát và đi chậm lại. Này xe buýt, hãy đến đây.
chọn màu xe bạn muốn sơn lên. Này xe buýt, hãy đến đây, chọn màu xe bạn muốn sơn nào. Trắng xám đen với cầu vồng, có rất nhiều những sắc màu. Tớ thích màu sơn cầu vồng. Xe buýt cầu vồng sơn xong rồi. Xe buýt cầu vồng thật xinh. Ôi thích ghê. Xe buýt cầu vồng kia những màu ơi, sắc thật đẹp. Wow, trông đầu quá. Hanh, Hanh, dậy đi, ra ngoài chơi thôi. Hả? Cậu sao vậy Hanh? Tớ không muốn ra ngoài đâu. Tớ sợ lạnh lắm. Nếu tớ bị cảm lạnh, tớ sẽ không ăn được bánh vòng nữa. Hanh, nếu cậu không muốn bị cảm lạnh thì cậu không nên nằm mãi ở trên giường đâu. Đúng vậy. Tớ nên làm gì để không bị cảm lạnh? Hãy làm theo hướng dẫn của bọn tớ, rồi cậu có thể ngăn ngừa cảm lạnh. Trời vào sáng sớm rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Oh, hãy làm theo ta, mọi người ơi hãy xem. Oh, hãy làm theo ta để có sức khỏe. Bạn nên ăn rau xanh với trái cây hàng ngày nhé, rất tốt nha, và bạn sẽ tràn đầy sức khỏe. Thật dễ dàng để ngăn ngừa cảm lạnh. Cậu đã sẵn sàng đi chơi với chúng tớ chưa? Được rồi, đi thôi. Ôi, nóng quá. Để tớ xem có gì trong tủ lạnh không nhá. Chỉ còn mấy quả cam mát lạnh này. Hãy cùng làm nước trái cây thôi. Nước trái cây tuyệt. Quả cam và đá viên. Làm nước trái cây thơm ngon nào. Đầu tiên, bóc vỏ cam ra. Đắng quá. Tiếp theo, cho cam vào máy xay sinh tố. Đừng quên cho thêm một vài viên đá lạnh. Wow. Giờ thì bật máy xay lên. Nước ép trái cây thơm ngon. Sắp xong rồi. Wow. Nước cam mát lạnh. Nước ép thơm ngon. Đã xong.
Nước trái cây này ngon tuyệt. Ủa, nước gì vậy bác? Trông nó khác của cháu. Đây là nước ép khủng long của chú Đào bán. Wow, đi đến đó đi. Nhất trí. Hãy đến đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. À ha. Chọn trái cây tươi ngon rồi ta xay. Được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Bạn muốn uống nước gì? Nước ép cầu vồng cháu rất thích. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Quả dâu tây, cam tươi ngon, việt quất với nho đen, thêm chuối với kiwi xanh ngon lành. Na 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 na. Nước ép trái cây cầu vồng. Na 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 na. Cháu rất thích vì nước ép cá sấu. Chú hãy cho cháu một ly. Quả kiwi xanh cùng dâu đen. Wow. Nước ép cá sấu thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Cháu thích nước ép khủng long thơm ngon. Chú hãy cho cháu một ly. Cho cháu một ly. Xoài với dưa hấu cùng táo với dưa. Wow. Nước ép khủng long thơm ngon cho bạn. Na 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 na. Lưỡi của cậu màu xanh lá kìa. Ờ. Ừ. Kiki, lưỡi của cậu cũng có nhiều màu lắm đấy. Ờ. Tớ chắc chắn là do nếp trái cây của chúng ta. Ờ. Wow, nước ép cầu vồng của chú Đao ngon tuyệt. Chúng ta có thể tạo ra thứ gì đó còn tốt hơn thế nữa. Ta-da! Wow, chúng ta có thể thêm chúng vào thực đơn. Nó chua quá. Hãy chụp một bức ảnh. Đây thôi. Tuyệt. Nước ép thơm ngon đã xong. Wow. Không biết bên trong là loại xe gì nhỉ? Hãy mở ra xem. Đồng ý. Đầy trưng xinh sắc màu. Có gì bên trong? Mình hãy mau xem nào. Bạn sẵn sàng chưa? Xin chào, tớ là Kiki. Còn mình là Miu Miu. Xin chào các bạn. Các bạn nhỏ, các bạn có biết bạn ấy là ai không? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Tôi là xe quét dọn. Tôi có thùng xe lớn và hai cây chổi. Ngoài ra, tôi có vòi ở mỗi bên, có thể phun nước. Wow, chổi của bạn to thật đấy. Hai chiếc chổi giúp tôi rất nhiều khi làm việc đấy. Xe quét dọn, bạn hãy cho chúng tôi biết thêm về công việc của bạn được không? Tôi là xe quét dọn. Công việc của tôi là giữ cho đường phố luôn sạch và gọn gàng. Đầu tiên, tôi sẽ dùng chổi để quét dọn hết bụi và rác. Sau đó, tôi dùng vòi để phun nước rửa đường. Wow, nhờ có cậu mà đường phố luôn luôn sạch đẹp đấy. Cảm ơn xe quét dọn. Không có gì. Đã đến giờ tôi phải làm việc rồi. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Được thôi, tạm biệt xe quét dọn. Cùng làm việc nào. Tôi là
xe quét dọn chăm chỉ, đi quét đường phố phường giờ đã rất sạch. Tôi đây rất thích đi quét dọn. Hả? Cái gì kia? Ôi, không, có vết xe, mình cần dọn dẹp, quét nhanh thôi nào. Trời to, quét quét, yeah! Đường phố đã sạch và đẹp. Bánh xe của cô bẩn quá, Dora. Tôi xin lỗi. Tôi là xe quét dọn chăm chỉ, đi quét đường phố phường giờ đã rất sạch. Tôi đây rất thích đi quét dọn. Cái gì đây? Ôi, không, có lá cây, mình cần dọn dẹp, quét nhanh thôi nào. Trời to, quét quét, yeah! Đường phố đã sạch và đẹp. Này Mark, cửa sau của anh vẫn mở. Ôi, tôi xin lỗi. Tôi là xe quét dọn chăm chỉ, đi quét đường phố phường giờ đã rất sạch. Tôi đây rất thích đi quét dọn. Ôi không, chúng là gì? Ôi không, là ai đã vứt ra? Mình cần dọn dẹp, quét nhanh thôi nào. Trời to, quét quét, yeah! Đường phố đã sạch và đẹp. Này sói, đừng có xả rác. Sói. Đau quá. Tôi sẽ không vứt rác bừa bãi nữa. Xin chúc mừng, bạn nhận được một chiếc xe quét dọn. Đây là một chiếc xe quét dọn. Giờ các bạn đã biết trong trứng có gì phải không? Chúng ta hãy đi một vòng thôi nào. Được thôi. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đang chạy. Bánh lan tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đang chạy. Chúng mình cùng đi. Kia đang đi. Lắc thêm nào. Mình dùng thêm cần gạt nước. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Mình dùng thêm cần gạt nước. Ha ha ha. Chúng mình cùng đi. Cần gạt nước trên xe. Gạt nước trên xe, lau kính xe kia, suốt cả đường đi. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đang chạy. Có chướng ngại, có chướng ngại kìa, chiếc xe đang đi qua. Lắp thêm nào. Còi xe vang. Hôm nay thật là vui.
Wow. 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 Không biết bên trong là loại xe gì nhỉ? Hãy mở nó ra nào. Được. Đầy trưng xinh sắc màu. Bên trong có gì? Mình hãy mau xem nào. Bạn sẵn sàng chưa? Xin chào, tớ là Kiki. Còn tớ là Miu Miu. Chào các bạn. Các bạn có biết đây là ai không? Hãy làm quen với anh ấy. Tôi là xe buýt. Tôi có đèn sáng, cần gạt nước dài và thân hình to. Ngoài ra, tôi còn có hai cánh cửa, một cái ở phía trước và một cái ở phía sau. Bắt đầu nào. Wow. Các bạn hãy sử dụng cửa trước để lên và cửa sau để xuống. Nhìn kia, đó là cửa hàng đồ ăn. Xe buýt thật là tuyệt. Xe buýt, hãy cho chúng tớ biết về những việc bạn làm. Tôi là xe buýt. Tôi chở nhiều hành khách đến nơi mà họ cần đến. Tại mỗi trạm xe buýt, tôi dừng lại và đợi cho đến khi tất cả mọi người đã lên và xuống. Nhờ có xe buýt, chúng tớ có thể đi đến bất cứ nơi nào mà chúng tớ muốn. Cảm ơn bạn xe buýt. Không có gì đâu. Đến giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt. Tạm biệt xe buýt. Đi nào. Lên đường thôi. Xin chào là mình đây. Mời các bạn hãy cùng lên xe buýt. Xin chào. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la. Thật vui. Không ồ ồ không buồn kia bắn hết lên. Mau gạt đi nào. Xoẹt xoẹt. Đằng trước có hai chú chim. Mọi người ngồi chắc vào nhá. Đi nào, không sao mà. Yahoo, bạn thật tuyệt. xin chào là mình đây. Mời các bạn hãy cùng lên xe buýt. Xin chào. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la, thật vui. Không thấy cái gì. Ta bật đèn lên nào, trông sáng trưa này. Tuyệt, đèn thật sáng. Đi nào, la la la. Bạn thật tuyệt. Đến rồi các bạn chạm dừng xe. Xin chào, hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt. Vòng quay tròn xoay lăn đều mình đi. La 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 la, thật vui. Ôi không. Không, ồ không, bạn hãy giúp tôi nào. Sẵn sàng giúp bạn, tôi đã có mặt. Cảm ơn bạn, xe kéo. Không có gì. Đi nào, la la la. Cảm ơn bạn xe buýt nhá. Xin chúc mừng, bạn đã có một chiếc xe buýt. Wow. Đây là chiếc xe buýt. Giờ các bạn đã biết nó là gì rồi nhỉ? Wow. Yeah.
Wow! Không biết là bên trong là loại xe gì nhỉ? Hãy mở nó nào. Được. Đầy trứng xinh sắc màu. Bên trong có gì nhỉ? Mình hãy mau xem nào. Bạn sẵn sàng chưa? Xin chào. Tớ là Kiki. Chào, còn tớ là Miu Miu. Chào các bạn. Các bạn có biết đây là ai không? Hãy làm quen với anh ấy nhé. Tôi là xe chở rác. Tôi có một chiếc thùng lớn, có thể chở được nhiều rác. Ồ, đúng rồi, tôi là một xe chở thức ăn thừa. Có nghĩa là tôi chỉ thu gom rác thải thực phẩm. Nhìn này, đây là cánh tay nâng của tôi. Nó giúp tôi thu gom rác từ những chiếc thùng rác nhỏ. Wow, bạn thật là ngầu. Mà rác này sẽ được đưa đến đâu vậy? Tôi là xe chở rác. Tôi thu gom rác thực phẩm từ các thùng rác và đưa đến trung tâm xử lý. Đến giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Kiki và Miu Miu nhé. Tạm biệt xe chở rác. Này, đằng kia có gì vậy? Đó là xe chở rác, trốn thôi. Xe rác này, đang chăm chỉ đi gom rác. Đây rồi. Đôi tay dài, hãy xem mình làm đây. Tay to kìa, mau đi trốn. Không muốn bị xe rác cho vào thùng rồi dùng lắm. Tôi không muốn vào đó. Chúng ta hãy tới công viên thôi. Xe rác này, đang chăm chỉ đi gom rác. Đây rồi. Với chiếc thùng to lớn. Hãy xem mình làm đây. Rất đáng sợ thùng to đây. Không muốn bị xe rác cho vào thùng rồi rung lắc. Tôi không muốn vào đó đâu. Giờ mình trở lại bãi rác thôi. Xe rác này, đang chăm chỉ đi gom rác. Kia rồi. Cầu thang này, hãy xem mình làm đây. Hơi rác bẩn, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Rác bốc mùi, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Cô đã sạch, không có rác. La 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 la. Không muốn ra bãi rác đâu. Yeah, giờ đường phố đã sạch sẽ rồi. Tạm biệt các bạn. Xin chúc mừng, bạn đã có một chiếc xe chở rác. Đây là xe chở rác. Giờ các bạn đã biết đó là gì rồi nhỉ?